Xin chào mừng các khán giả của FPT Play. Bản tin bóng đá Việt ngày 26 tháng 6 đã sẵn sàng để gửi tới quý vị những thông tin nóng hổi của bóng đá Việt Nam cũng như khu vực. Thưa quý vị, sau gần 4 tháng tạm nghỉ để nhường đất diễn cho các đội tuyển bóng đá quốc gia, V-League 2022 sẽ trở lại vào ngày hôm nay. Trận đấu mở màn sẽ là cuộc đọ sức giữa Nam Định và Hà Nội FC trên sân Thiên Trường, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị hấp dẫn cho người hâm mộ nước nhà. Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các hoạt động của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, V-League 2022 sẽ trở lại với trận đá bù vòng 3 giữa Nam Định và Hà Nội FC trên sân Thiên Trường vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 6. Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ tư ở trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 7 điểm sau 3 trận đấu. Đội bóng thủ đô chỉ kém 1 điểm so với vị trí đầu bảng của Hải Phòng nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu giành được chiến thắng trước Nam Định, Hà Nội FC sẽ vươn lên đầu bảng với 10 điểm. Còn nếu hòa trên sân Thiên Trường thì đội bóng thủ đô sẽ vươn lên nhì bảng khi cùng có 8 điểm như Hải Phòng nhưng kém về chỉ số phụ. Phía bên kia chiến tuyến, Nam Định đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League 2022 với 1 điểm sau 2 trận đấu. Tuy nhiên, Nam Định đã từng giành trọn vẹn 3 điểm khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân Thiên Trường ở V-League 2020 và 2021. Đội chủ sân Thiên Trường sẽ vươn lên vị trí thứ 8 nếu đánh bại Hà Nội FC và thứ 7 nếu thắng với tỷ số 4-0 trở lên. Trong trường hợp chia điểm, Nam Định sẽ vươn lên đứng thứ 11 và đẩy Hà Tĩnh xuống cuối bảng. Có thể nói, V-League 2022 trở lại cũng là cơ hội để những ứng viên bứt lên, nhưng cũng có thể trở thành nỗi ám ảnh nếu họ vẫn ra sân với tâm thế cũ. Mặc dù đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần khẳng định được sức mạnh trước Thái Lan, nhưng thầy Park Hang-seo vẫn khẳng định vẫn còn một món nợ cần phải trả, đó là đã để thua trước đội bóng xứ chùa vàng tại AFF Cup 2020. Vậy nên ông thầy người Hàn xác định mục tiêu tiếp theo của ông là đưa Việt Nam vào đến chung kết AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo ký hợp đồng lần đầu tiên với VFF vào tháng 10 năm 2017. Đến tháng 11 năm 2019, hai bên ký gia hạn thêm 2 năm tới ngày 31 tháng 1 năm 2022. Sau đó, hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo được gia hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức là còn khoảng 7 tháng nữa là kết thúc. Dù vậy, từ thời điểm này, tương lai của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Hiện tại, huấn luyện viên Park đang xin nghỉ phép để về quê nhà thăm gia đình. Khi ông quay lại Việt Nam, VFF và vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ bàn bạc để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 với mục tiêu là vô địch. Tại cuộc phỏng vấn được thực hiện trên kênh MBN Sport, khi được hỏi rằng đã quá thành công khi cùng tuyển Việt Nam, nhưng liệu còn mục tiêu nào nữa không, huấn luyện viên Park đã trả lời rằng mục tiêu của ông là vào chung kết và cố gắng mang về thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng cùng Việt Nam đăng quang AFF Cup, nhưng ở giải gần nhất, AFF Cup 2020 lại để thua Thái Lan và không vào được chung kết. Chính vì lý do đó, mục tiêu của ông cùng với đội tuyển Việt Nam trước mắt chỉ là cố gắng giành được chức vô địch tại AFF Cup 2022. Sau kỳ nghỉ, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến trở lại Việt Nam vào giữa tháng 7. Trước mắt, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, đó là chinh phục đấu trường U19 Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho giải đấu này, hôm qua U19 Việt Nam đã có trận giao hữu rất chất lượng với câu lạc bộ Hải Phòng và các chàng trai trẻ đã giành được kết quả khiến huấn luyện viên Đinh Thành Nam an tâm phần nào. Trước thêm giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã có trận giao hữu chất lượng với câu lạc bộ Hải Phòng. Đội bóng đang dẫn đầu V-League năm 2022. Ra sân với đội hình mạnh nhất, đội bóng đất cảng kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam triển khai tốt thế trận phòng ngự và hóa giải các đường lên bóng của Hải Phòng. U19 Việt Nam chơi phòng ngự và cũng có những tình huống phản công nguy hiểm. Trong hiệp 2, pha chấp thời cơ đánh đầu của trung vệ Đặng Tuấn Phong mang về bàn thắng duy nhất, giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Hải Phòng. Đánh bại đội bóng nhất bảng V-League, U19 Việt Nam tạo đà hứng khởi trước ngày chạm trán các đối thủ Thái Lan và Indonesia. Vào ngày 28 tháng 6, huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các học trò sẽ lên đường sang Indonesia để tham dự giải U19 Đông Nam Á. Bầu không khí hân hoan đã lan tỏa vào chiều hôm qua trong ngày khởi tranh của giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc khu vực miền Nam SBLS4. Dồn nén sau một năm rưỡi khó khăn của dịch bệnh, ban tổ chức cùng các đội bóng đã rất quyết tâm để chuẩn bị mang đến sân chơi hấp dẫn nhất của bóng đá 7 người phía Nam. Sau 2 năm thì trở lại SBLS4 thì nó là một cái sự chờ đợi và dồn nén cũng rất là lâu của người hâm mộ cũng như là của cả ban tổ chức. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi năm nay với sự tài trợ và phải nói là chắp cánh của Bia Sài Gòn thì
SPL đã trở lại và thực sự là đang lợi hại hơn xưa. Chúng tôi gọi đây là giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Cúp Bia Sài Gòn. Và năm nay là 5 tỉnh rồi và phấn đấu là các năm sau thì cũng sẽ mở rộng thêm ra các tỉnh nữa. Và với cái sự phát triển của phong trào của mỗi nơi thì tùy thuộc vào tình hình có thể chúng tôi sẽ mở thêm ở thêm cả những cái hạng đấu dưới ở tại mỗi địa phương. Giải đấu năm nay vẫn có sự xuất hiện của 12 câu lạc bộ, gồm 7 đội bóng từ SPL S3 và 5 đội bóng mới từ quá trình chuyển giao vào vòng playoff. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã có thay đổi về địa điểm tổ chức đến với một sân đấu mới được khai trương chưa lâu là sân vận động Gia Định để mang tới sân khấu tốt nhất cho các đội bóng tranh tài. Điều này như cộng hưởng mang đến sự hứng khởi rất lớn cho các cầu thủ. Thật sự thì ra với năm nay thì SPL S4 tổ chức cái sân quận Bình Thạnh là thật sự là có không khí rất là đẹp với cái sân bãi, nhưng mà chất lượng cái sân thì thật sự là cũng chưa quen, bộ công an cũng chưa quen với cái sân bãi này. Thì mọi các đối thủ của năm nay thì SPL S4 là tất cả các đội bóng đều đầu tư mạnh mẽ và các chất lượng chuyên môn là ngang nhau. Ngày khai mạc giải đã diễn ra đầy hấp dẫn với những trận cầu mãn nhãn. Bầu không khí sôi động lan tỏa từ dưới sân cỏ lên các khán đài đầy sắc màu. Trong những trận đấu đáng chú ý của vòng 1, đội bóng từng dự cả 4 mùa SPL Lam Hồng để thua 0-3 trước Quốc An Combisen. Đại gia mới nổi PTFC hòa 1 đều với Cửa Tùng Vĩnh Quang và đương kim Á quân câu lạc bộ Song Hùng nhận thất bại 2-3 trước Hà Điểu Thường Thường. Giải đấu sẽ diễn ra liên tục từ nay đến hết ngày 3 tháng 9. Việt Nam đang dần khẳng định được vị thế trong đấu trường khu vực. Vậy nên không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời tham dự giải giao hữu Tứ Hùng nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu Tứ Hùng với mục tiêu để vò chiến có cơ hội cọ sát trong khoảng thời gian FIFA Day vào tháng 9 tới. Đội tuyển Việt Nam được cho là ưu tiên hàng đầu trong 3 khách mời dự kiến được lựa chọn sắp tới. Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 97 thế giới và là đội bóng Đông Nam Á duy nhất nằm trong top 100 thế giới, trong khi Thái Lan đang xếp ở vị trí 111. Ngoài lý do chuyên môn, Việt Nam cũng được xem là kình địch với Thái Lan ở khu vực và sự có mặt của các chiến binh sao vàng ở giải đấu giao hữu sắp tới cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông tại Thái Lan. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng được mời sang Thái Lan dự Kings Cup 2019. Ở trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã thắng 1-0 nhờ pha lập công của Anh Đức. Tại giải đấu năm đó, đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi Á quân Kings Cup sau khi thua Curacao ở trận chung kết. Giải đấu Tứ Hùng sắp tới chưa được xác định địa điểm tổ chức và tới lúc này, hai thành phố Songkhla và Chiang Mai được xem là lựa chọn lý tưởng. Ở phần cuối của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới cập nhật được về bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo một số nguồn tin từ truyền thông của Thái Lan, Cerezo Osaka đang dành sự quan tâm đặc biệt tới hậu vệ Theraton Bumathan. Đội bóng Nhật Bản được cho là đang muốn tìm kiếm những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Theraton để tăng cường sức mạnh bên cánh trái. Nếu thương vụ này hoàn tất, hậu vệ người Thái Lan sẽ có lần thứ hai sang Nhật Bản thi đấu. Năm 2018, Theraton Bumathan chơi cho Vincent Kobe. Sau đó, anh chuyển sang khoa áo Yokohama F-Marinos trong giai đoạn 2019-2021. Ngôi sao sinh năm 1990 là một cầu thủ tài năng khi cùng đội bóng xứ chùa vàng giành được rất nhiều danh hiệu ở trong khu vực. Dẫu vậy, Theraton cũng chịu rất nhiều tai tiếng khi thường xuyên có những pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ của đối phương. Rất có thể, Theraton Bumathan sẽ trở thành đồng đội với Văn Lâm, người gác đền mang hai dòng máu Việt-Nga gia nhập đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào từ mùa giải trước nhưng không được trọng dụng. Anh mới ra sân hai lần cho Cerezo Osaka ở AFC Champions League và Cúp Hoàng đế. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.